thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jeremy chương 35. Sự kiện được ghi lại trong Jeremy chương 35 xảy ra trong giai đoạn đầu trị vì của vua Jehoiakim. Tại đây, Chúa bày tỏ về sự tương phản giữa một gia tộc Rê-cáp trung tín với dân Giu-đa liên tục bất trung với Đức Chúa Trời. Người Rê-cáp là dòng dõi của Jonadab, con trai của Rê-cáp. Nhiều thế kỷ trước, Jonadab đã giúp Jehu chống lại những người thờ lại hình tượng, các vua nhì đoạn 10, câu 15 đến câu 17. Jonadab đã để lại những mạng lệnh nhằm mục đích giúp con cháu ông tránh khỏi những tình huống dẫn đến việc thờ hình tượng. Những luật lệ này bao gồm việc kiêng dùng rượu và chỉ sống trong những lều trại thay vì xây những ngôi nhà kiên cố. Họ cũng không sống đủ lâu ở một chỗ để gieo giống hoặc trồng vườn nho. Câu 7. Trải qua hơn 2 thế kỷ, gia tộc Rê-cáp luôn ghi nhớ và sống trung tín theo lời dạy của tổ phụ mình. Trong chương này, Chúa bảo Jeremy rằng: "Hãy đến nhà của người Rê-cáp, nói cùng chúng nó, khá đem chúng nó đến nhà Đức Giê-hô-va vào trong một cái phòng và cho chúng nó uống rượu." Câu 1. Đối diện với lời mời này, những người Rê-cáp phải làm gì? Vì ai cũng biết Jeremy là một người rất tin kính Chúa, có lẽ họ nghĩ rằng lời nói của ông có thể thay thế cho mạng lệnh của tổ phụ họ. Hơn thế nữa, đây là trường hợp uống rượu trong đền thờ của Đức Chúa Trời, có thể là một điều được cho phép. Jeremy mời họ uống rượu. Đối diện với lời mời này, có thể họ cũng đối diện với những tranh chiến trong việc vâng phục lời của tổ phụ mình hay làm theo lời mời của vị tiên tri tin kính Chúa này. Nhưng cuối cùng, người Rê-cáp đã lựa chọn sống vâng phục theo lời dạy của tổ phụ mình và từ chối lời mời của tiên tri Jeremy với lời giải thích rằng: "Tổ phụ tôi là Jonadab, có truyền dạy chúng tôi rằng: các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu." Câu 6. Tiên tri Jeremy không bình luận về việc các luật lệ đó là tốt hay xấu, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến sự trung tín của người Rê-cáp đối với tổ phụ của họ. Đó là điều mà dân của Jeremy đã thất bại. Đoạn 35 câu 14. Mặc dù tổ phụ của người Rê-cáp đã chết, Jonadab không còn phán suốt 2 thế kỷ qua, nhưng người Rê-cáp vẫn vâng theo mạng lệnh của tổ phụ mình. Nhưng biết bao lần Chúa đã phán với dân Ngài qua các tiên tri, nhưng người Giu-đa vẫn không nghe. Họ nhắm mắt, bịt tai trước lời của Chúa. Họ khước từ Chúa và khước từ cả những tiên tri của Ngài. Chính vì thế, Chúa sẽ phạt người Giu-đa vì sự không vâng lời của họ. Ngài sẽ đem đến cơn tai ương mà Ngài đã báo trước. Câu 17. Ngược lại, Chúa sẽ thưởng cho người Rê-cáp và bảo vệ họ vì sự vâng lời của gia tộc này. Chúa hứa rằng sự hủy diệt lớn của Babylon sẽ không ảnh hưởng trên người Rê-cáp. Họ sẽ được sống sót. Ngài cũng hứa rằng dòng dõi của họ sẽ không thiếu người hầu việc Ngài. Câu 19. Thật đúng như vậy, 150 năm sau, người Rê-cáp đã hầu việc Chúa qua việc góp phần xây lại tường thành Jerusalem. Nê-hê-mi đoạn 3 câu 14. Câu hỏi suy ngẫm: bạn cần vâng giữ lời Chúa dạy như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của con, là đấng tể trị trong đời sống của con. Xin giúp con học để Chúa làm chủ ở mọi khía cạnh của đời sống mình. Con cầu nguyện
trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.